Ok, và đây là shop đào blood chấm cơ nha anh em. Shop mình hiện tại vừa mới khai trương nên tỷ lệ cúng kim cương khá là cao và free fire khá rẻ nha anh em. Shop này là shop hợp tay tính nhất mình, em cứ yên tâm về đội uy tín nha. Hiện tại shop mình đang có rất nhiều event và vòng quay vô cùng hấp dẫn với tỷ lệ trúng kim cương cực cao. Anh em hãy nhanh tay ghé ngay shop đào blood chấm cơ thử vòng may nha anh em. Link shop mình ghi dưới phần bình luận và mô tả video nha. Trận solo cực kỳ căng giữa quái vật cộng và số kêu á, à, mọi người bắn cực kỳ căng nhưng mà tôi thấy là cộng một những người bắn là sao là bốn ra đạn là toàn đầu không anh em, và đây là những chiếc su kêu bắn ra đạn là toàn vào đầu không anh em, bắn là hai ba thằng đầu liên tục, không một thằng nữa anh em, mà coi thử coi nè vị trí của hai người này có ai là người chiến thắng nha anh em, hầu nhân cố gắng không anh em ơi, cực tiếp chỉ lai hài lòng lúc luôn nha anh em. Ui một phát hết sáu nghiêm trọng anh em ơi, đã một phát nào nghiêm trọng rồi, cực kỳ căng này. Cái trọng thì đã bị phá giáp và trọng thì còn 250 máu thôi nè. Người vào đầu là trọng nhưng mà người nằm xuống cũng vào đầu là trọng anh em ơi. Người bắn vào đầu là trọng nhưng mà người nằm xuống vẫn là trọng. Tại sao anh em, bởi vì bên đây là tôi kêu xây giáp máy vào đầu anh em nên bắn một pha vào đầu là chết tươi luôn rồi. Cực kỳ căng này. Một pha cháy vào vàng đến từ vị trí của trọng. Cả hai đều cháy màu vàng không anh em à. Cả hai đường lần lượt ra đạn là toàn màu vàng anh em, cả hai đường cả lóc nha anh em. Tôi nói rồi, chuyện này là ngang tài ngang sức, kẻ tám lạng người chín cân rưỡi anh em à. Không là keo quyết lú cái đầu luôn. Thầy già mấy siêu binh là keo cực kỳ lú cái đầu hả. Một qua bốn năm rõ đến từ với show kill, nhưng mà chỉ số là thông hai show kill rồi. Cha wow. Càng thế trời ơi ha, hay thế à, cực kỳ đẳng cấp anh em. Anh cờ men chút này, anh em cờ men chút này, anh em diễn đó là thắng đi. Su kêu là trọng anh em, anh em cờ men một là trọng, hai su kêu anh em ơi, anh em cờ men chút trọng hoặc su kêu để hay biết nào anh em ơi, anh em ủng hộ ai anh em ơi, anh em là ủng hộ ai anh em, anh em ủng hộ trọng hoặc su kêu đi với thắng, anh em ủng hộ thầy coi nào anh em ơi. Ấy cha ta cùng quan sát vị trí su kêu nè. Tôi kêu pha hít chọt anh em ơi. Cái gì? Gì mà hai đứa không bắn ra đạn vào đâu không kiếm nổi. Trời ơi. À bãi đạn chứ. Nguyễn Việt không nó bậy em, Nguyễn Việt nó bậy là thầy ban em diễn luôn đó Nguyễn Việt ơi. Thầy đoàn này cực căng luôn anh em à. Chỉ là 2-1 anh em ơi. Má trọng bắn khét thế. Tôi nói rồi tẻ 8 lạng người 9 cân rưỡi mà anh em. Như vậy tổng hợp thôi, chiếm show kill nè. Show kill ra đạn vào đầu thầy coi nè. Đây. Thảo tác tài cũng khá là nhanh anh em ạ. Tiếp tục một pha 2 đỏ đến từ chiếm show kill anh em. Đây là chỉ còn 260 mấy máu thôi anh em ạ. Đang có keo mà máu à. Không có được không có máu. Một pha kéo lại đến từ trọng anh em. Máu bắt đầu nó ngang ngửa nhau rồi anh em ơi. Phải trọng mà show kill nữa là chung là không vừa đâu anh em à. Vừa mới bị cấu máu là cấu lại ngay lập tức luôn anh em. Không vừa đâu anh em. Ui dồi ôi kinh thế. Chỉ số là 1-3 nhưng chỉ số kêu không ơi. Đấy số kêu bắn khá là khét luôn anh em à. Quyết định quan sát là chỉ số kêu anh em à. Ta có một pha vào đầu cấu đi máu rất đau đến từ vị trí của trọng anh em. Tiếp tục những pha bắn quan sát cực khét từ chỉ số kêu, kêu được cấu lượng máu đó là hơn 100 máu chỉ số kêu rồi. Để trọng là nát cái mũ nên em quyết định không bơm máu, định tiếp tục những pha bắn cam ke cực kỳ gắt từ trọng anh em. Hai bên bắn chiến thuật rất là đa dạng anh em à. Rất khó là phải bắt bài nhau được. Đây rồi, đúng là đây rồi. Một pha one shot tốt lên đây chỉ còn 130 mấy 40 máu thôi anh em. Đã hồi số lượng máu khá là cũng khá là căng rồi anh em. Tôi hát trọng một pha, tôi hát chu kêu one shot một pha đây. Hát chu kêu kết liễu một pha này là one shot luôn anh em ơi. Thử thách chu kêu đây. Để coi nào. Tiếp tục one shot chu kêu bắn ra đạn vào đầu không nhỉ? Tôi nghĩ là chu kêu bắn hơi bị PC đó anh em. Chu kêu căng thế nhá. Tôi vẫn chưa biết. First blood. Why? Why? Quá
quái vật à. Đây là rau đấu thứ 6 rồi nè. Rau thứ 6 rồi anh em ạ. Này. Ua, 2 đỏ nó giữ cho kêu rồi. Tôi kêu bắn 1 và 2 đỏ rồi anh em ơi, đây trọng biết là lép giấy review trọng rồi, trọng gần như là hơi bị lép giấy review trọng rồi anh em. Cũng chưa thấy một pha tẩu sáng bị thiếu trọng anh em ơi, ngày khá căng trọng rồi, nó gặp đối thủ thứ tầm rồi anh em ơi, thiếu trọng cũng một pha một người bắn PC ra sao đây anh em, hay là bắn iPad đây, chưa biết anh em là điện thoại đó anh em à, sự căng, wow, chỉ còn một sơ hở lỗi một pha thì Su Kiu phải nằm xuống anh em ơi. Từ một pha sơ hở lỗi là Su Kiu trọng cho PC à, cả hai người PC luôn à. Dạ. Chỉ cần Su Kiu hở một pha lỗi cho là trọng đó, một pha qua shop phun đỏ thì quý trọng rồi anh em. Cả hai người cũng chưa nắm chắc một điều là ai tắt ai thua nữa anh em à. Kể tắm lại người chính người tôi đã nói với anh em lần đầu like đấy, cực kỳ căng thẳng luôn anh em. Wow. Thao tác tài của Su Kiu là cực kỳ nhanh anh em, thao tác cực kỳ nhanh luôn. Và tắt ra keo cực kỳ nhanh từ Su Kiu anh em ạ. Và tắt ra keo cực kỳ nhanh từ Su Kiu. Quá đẳng cấp. Đây là trọng đang rất là lún cuốn mới bắt cái Su Kiu anh em, đây trọng đang rất là lún cuốn nó bắt cái Su Kiu rồi. Tôi đang thấy một pha vào đầu đến từ trọng rồi anh em ơi. Bên đây là có lợi thế dành cho trọng rồi, trọng cực kỳ lợi thế pha này nè. Ui dồi, một pha cao kéo lại cực kỳ căng đi Su Kiu. Quá là căng. Hay. Hay. Ôi giời. Xong rồi. Hay. Tỷ số là 3-4 nghiêng về vị trí của trọng anh em ơi. Trọng nó rỡ lên được 3 round anh em ơi. Cực kỳ căng thẳng đấy. Khét lần lạc luôn anh em à. Xin kêu đặt keo. Một pha one shot cực kỳ tốt đến từ view của trọng anh em ơi. Điều như là một pha nó đèn một one shot anh em mà full đỏ luôn anh em. Bên đây chỉ còn là 60 máu thôi anh em ơi. Trời ơi. Lướt ngang đời nhau chỉ còn 60 máu anh em, một pha full đỏ thì mara đây có thể là xong chưa là người chiến thắng anh em. Tiếp tục những pha vượt gần cực kỳ khác đến từ vị trí của trọng anh em ơi. Xong kia bên kia hơi bị lép vế anh em ơi. Đây chỉ còn là 60 máu, chỉ còn một viên sực cơn vào đầu thôi anh em, là một pha cũng đến từ vị trí của trọng anh em. Trọng nó quấn một bình máu hồi rất là kỹ càng những pha giao tranh anh em ạ. Trọng nên em nắm lợi thế rất là cao luôn anh em, bây giờ trọng cực kỳ có lợi thế luôn anh em ơi. Wow. Dường như những tình huống chứ không thể mà nghĩ ra được luôn anh em ơi. Trời ơi. Nhưng mà đó trọng đè mai ra thế khác anh em ơi, là trọng quan sát anh em ạ. À. Mặc áo đẹp vậy. Wow. Áo hay là bên đó đặt siêu út lên em. Ghê đây, gớm. kênh bạn thì kênh đò, bạn thì kênh đò, bạn thử bắn hết sọc một coi coi, thách bạn bắn pha full đỏ một coi é, cơ trời ơi, thầy múa với trọng không mày, múa với thầy trọng mà, cái gì vậy? Su Kiu là một pha độc quá, Su Kiu là chuyên gia, câu cái máu ghê lắm nha anh em, vì dù biết yếu rồi nhưng mà giữa một pha quan sát vào đầu như thế, có phun hay là yếu hơn mình luôn anh em à. Kinh thật sự đấy, sợ hãi vãi đái luôn. Này trọng hơi khoai rồi anh em ơi. Hay. Trọng này kỹ, trọng định che keo rồi. Che keo rồi anh em ơi, trọng kỹ rồi. Okay. Trọng đầu ke rồi. Công liên tục đi trọng ơi, đừng game ơi. Ke ăn không đẹp. Không tập đi. Được không?
Ui rồi ơi, 12 máu, mày thấy mẹ mày rồi. 12 máu rồi, một hoa bước ngay đằng nhau rồi, một hoa chết rồi, Trọng ơi. Trời ơi, Trọng ơi, 12 máu, Trọng ơi. Là Trọng. Có 12 máu thôi em mà răng chết à. Tâm hồn mày đang ở biển à. Ui rồi ơi, 12 máu sao vẫn chưa chết được à. Không hiểu cái gì luôn anh em à. Khó hiểu thật sự đấy. Nên nó hơi bị sụp nên anh em mà người ta lấy cái sáp để giúp anh em hẹp cái sáp anh em à. Để tự nhiên giúp ta sướng sướng gì. Đỉnh lắm. Giờ này em ở đâu cả một trời trời em. Hết trọt. À anh em xem nè, ta này chắc chắn là show kêu sáng luôn. Không, Trọng sáng. Trọng sáng. Trọng hắn đi em. Câu cái số đi em, 4 round đi em, 4 round đi em ơi, 4 round đi em. 4 round đi Trọng ơi, đừng có mà ở đó mà để cho nó cắn chốt mình 7 3 giờ Trọng ơi, 4 round đi em. Nâng đi số là 4 6 đi em ơi. Hai. Rồi giờ bên đây không nhé. À, rồi xong đè cực kỳ đau nhưng mà. Tôi kêu đang cố gắng kết liễu trận đấu này luôn anh em à. Tôi kêu đang cố gắng kết liễu trận đấu này luôn anh em, kết liễu xong trận đấu này luôn. Rồi, căng quá trời ơi. Cha. Trận cuối cùng mà Trọng ơi, cố lên em. Xong rồi xong rồi, khó cho Trọng rồi, mới khó cho Trọng rồi em ơi. Khó cho Trọng rồi. Phải đặt keo cuốn cực kỳ đến giữa hai chân chơi anh em. Trời ơi. Không dám lúng ra luôn nè, mà không như thể một sơ hở luôn em. Bây giờ hơi thở ra hơi thủng anh em à. Trả giá anh em, trả giá hơi đắt đây. Dừng lại luôn anh em ơi. Hay. Rồi mình có móc skill. Đau rồi, skill bên này cũng khá đau. Xong rồi. Bắn hụt vào đó là hết xong rồi. Vào đó đặt keo, bắn hụt không đặt keo là hết xong rồi. Chỉ số là 74 nghiêng về vị trí của skill nè. 73 nghiêng về vị trí của skill nè. Nó kẹt quá. Thằng thế nhờ, ok anh em ơi. Thằng quá.